Có bạn Hân Nguyễn comment: ui âm gần mà tôi lười đánh, thế là kéo tay cái rẹt, thế có sai không nhỉ? Đó chính là kỹ thuật vuốt phím ở trên đàn kalimba. Thì hôm nay mình với các bạn cùng tìm hiểu về kỹ thuật này nhá. Trên một bản táp của bản nhạc thì thường các bạn sẽ thấy ký hiệu dấu gạch ngang. Nếu có dấu gạch ngang và các nốt nó nằm liền kề nhau thì chúng ta sẽ sử dụng đến kỹ thuật vuốt phím. Khi vuốt phím cũng là chúng ta đang bấm một hợp âm nào đó. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện kỹ thuật này nha. Để thực hiện được kỹ thuật này nó cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần gạt các phím từ dưới lên. Lúc đầu các bạn chưa quen thì nó sẽ bị khựng khá là nhiều hoặc là bị dắt phím. Nhưng mà các bạn cứ luyện tập dần nha. Chúng ta sẽ luyện tập từ hai phím liền kề nhau trước. Sau khi mà các bạn đã tập vuốt hai phím liền kề nhau nó ok rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang vuốt 3 phím 1. Và các bạn hoàn toàn có thể tập lướt 4-5 phím nha. Tương tự bên trái cũng vậy. Các bạn cũng sẽ luyện tập vuốt từ 2 phím xong rồi chuyển sang 3 phím. Bây giờ chúng ta cùng nghe một đoạn nhạc bèo giặt mây trôi khi mà có kỹ thuật vuốt phím và không có vuốt phím sẽ như thế nào nha. Đấy, các bạn có thể thấy khi mà chúng ta thêm kỹ thuật vuốt phím vào, nghe cái câu nhạc, nghe cái đoạn nhạc nó sẽ mượt mà hơn. Ok, và mong rằng qua video này các bạn sẽ hiểu hơn về kỹ thuật vuốt phím trên đàn kalimba. Các bạn nào muốn tập đàn kalimba mà chưa có đàn thì chúng ta có thể là qua giỏ hàng có shop ủng hộ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào trong các video tiếp theo.